Thủ môn là Pierre, số 2 Nian, số 3 Tess, số 3 Lass, số 5 Keung, số 7 trẻ nhất của giải đấu này. Ngày hôm nay thì Campuchia không có được sự phục vụ của trung vệ. Đã chính thức được bắt đầu, và trong hiệp đấu đầu tiên, các cầu thủ chủ nhà U2 Campuchia trong trang phục áo trắng quần đen tất trắng ở phần sân bên phía tay trái mảnh nhỏ của quý vị và các bạn đã cặp với anh là trung vệ trẻ Nat Wiphol, rất nguy hiểm. U22 Myanmar đang nhập cuộc với một tinh thần và sự tự tin. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Tình huống pha bóng không dứt khoát của các cầu thủ phòng ngự bên rất nhanh. Henthet Daung, vẫn là Henthet Daung đối mặt. Hơi chậm. Rất tiếc đó không phải là một pha xử lý tốt của Henthet Daung. Thần ở quãng thời gian thi đấu hiệp 2. Nhưng hôm nay sau màn trình diễn ấn tượng ở những trận đấu trước thì Rostana đang có được cơ để ra sân cho đội hình chính thức. Vừa rồi là pha tấn công và tạt bóng không thành công của Fasoka. Fasoka đã vượt qua được Zinhen. Henthet Daung. Goal! Không vào! Pha dứt điểm có thể nói là quá tệ của Wattak Nay. Henthet Daung. Lưới như vậy là lưới của UAE Campuchia đã rung lên sau tình huống dứt điểm của Henthet Daung. Pha dứt điểm quá hay của số 10 bên phía UAE Myanmar. Hàng phòng ngự của UAE Campuchia thi đấu như mơ ngủ và họ đã phải trả giá. Wakanay có thể không ghi bàn ở một cự ly gần hơn, nhưng pha xử lý sau đó của Henthet Daung thì có thể nói là rất đẳng cấp. Một cú đá cận chân giấu ý đồ rất hay. Bóng đi ngay vào góc gần và thủ môn Wesley Heng thì đã bị che khuất tầm nhìn. Bóng cũng đã khẽ chạm vào lưng của tiền vệ Sovan Makara khiến cho bóng thay đổi quỹ đạo bay. Bàn thắng rất đẹp của Henthet Daung. Rất nhịp nhàng. Các cầu thủ tiền đạo của U22 Myanmar phối hợp như chỗ không người và dứt điểm cách vô cùng thoải mái. Người đã bỏ lỡ cơ hội trong tình huống vừa rồi là Zinhain. Zinhain vượt qua Fasoka một cách rất dễ dàng và sau đó thì bật tường với đội trưởng Jo Huynh Then, rất nhịp nhàng và thoải mái. Đường chuyền hay. Fasoka, vẫn là Fasoka. Lim Pisot. Quả tạt của Lim Pisot. Rotana. Rất tiếc là Rotana đã chịu. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Tình huống phối hợp rất đẹp mắt giữa Lim Pisot và Rotana. Chính xác là Châu Sinti mất bóng nguy hiểm. Henthet Daung. Henthet Daung. Mất bóng rất nguy hiểm của Châu Sinti. Và suýt nữa thì Henthet Daung đã có được. Và lúc đó thì mọi thứ sẽ trở nên vô cùng khó khăn cho đội chủ nhà. Điểm nhất bên phía đội bóng áo trắng. Và xử lý rất vô duyên của Ratanak. Henthet Daung. Vẫn là Henthet Daung. Không vào. Henthet Daung đã được các cầu thủ hậu vệ và tiền vệ bên phía U22 Campuchia chuyền bóng thuận lợi cho anh tới 2 lần. Chính xác là 3 lần. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Rất nhiều những khoảng trống, rất nhiều những thời cơ có thể dứt điểm. Nhưng Henthet Daung đã không đưa ra được một sự lựa chọn chuẩn mực nhất. Cũng nghiêng người cứa lòng của Wakanay. Zinane không vào. May mắn cho Wesley Heng là bóng đi trên cột dọc. Quá nhiều sự sơ hở, quá nhiều những khoảng trống. Một pha bóng mà các cầu thủ U22 Campuchia đã lùi về phòng ngự sau bóng tới có những sự điều chỉnh khi hiệp một khép lại. Như vậy là đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho các thủ U22 Myanmar. Sợ rằng những sự nhắc nhở của huấn luyện viên Kisuke Honda trong quãng thời gian
nghỉ giữa giờ không kịp nữa rồi. Nếu như không có sự điều chỉnh ngay bây giờ thì thậm chí là trong quãng thời gian còn lại, U22 Myanmar hoàn toàn có thể có thêm những bàn thắng. Bởi vì họ đang có những cơ hội quá dễ dàng, có quá nhiều khoảng trống, có quá nhiều cơ hội. Người chuyền bóng là Hentes Aung và một pha dứt điểm đẹp như mơ của Thet Hien Soe. Bàn thắng thứ hai của Thet Hien Soe ở giải đấu năm nay. Và đây là một siêu phẩm, một trong những bàn thắng đẹp nhất tại SEA Games lần này. Một pha dứt điểm của một trung vệ, nhưng nó sẽ là niềm mơ ước, niềm khát khao của rất nhiều các tiền đạo tên tuổi. Đây sẽ là một trong những bàn thắng đẹp nhất của SEA Games năm nay. Luôn có những tình huống chạm bóng và xử lý một cách vô cùng điềm tĩnh và chính xác. Các tiền đạo của U22 Myanmar vẫn đang tự tin phối hợp như chỗ không người ở phần sân của đối thủ. Hentet Aung và Jowin Then chỉ cần hai người. Mỗi lần lên bóng là cơ hội nguy hiểm, không vào. Mỗi lần tổ chức tấn công lại được kết thúc bằng một tình huống dứt điểm. Đó là hiệu quả của hàng tấn công bên phía U22 Myanmar trong trận đấu ngày hôm nay. Pha xử lý rất gọn gàng nhưng nguy hiểm của tiền vệ Akokio. Khoảng trống, Misokri. Lẽ ra Misokri cần phải quyết tâm hơn nữa. Cơ hội không vào. Đã có lỗi trong tình huống tranh chấp của Landora. Trước đó là sự xâm nhập của Rotana. Một tình huống phối hợp tấn công nhanh của U22 Campuchia. Tình huống đá phạt nhanh của Chantia. Rotana cũng bằng bạc không kịp. Và ngay sau đó là một tình huống xử lý có phần hơi chủ quan của... Đã có lỗi trong tình huống tranh chấp với thủ thành Piotr. Ngày hôm nay thì trận đấu đã được điều hành bởi tiếng còi công tâm của trọng tài Makwa Kwasim. Ông đã xử lý rất chính xác và quyết đoán trong tất cả các quyết định của mình cho trận đấu ngày hôm nay. Cũng phải nói thêm rằng Rotana không được, thậm chí lỗi còn thuộc về Rotana. Một trận đấu thất vọng của Rotana sau những màn trình diễn chói sáng ở những trận đấu trước khi vào sân từ băng ghế dự bị. Rotana đã không thể khống chế bóng tốt ở nhịp 1 sau đường chuyền của Landora.